nhà con năm nay 39 năm rồi. Mà nhà con có tiền, nhà con có con trai, nhưng mà con trai thì làm dâu mà không có mấy gì chú. Nó hứa cha về nhưng mà chắc cha không về đâu con à. Cha không về bởi còn con có thương cha lâu lâu vợ cháu vợ cháu lên gặp cha một lần cuối rồi cha lên những ngày cha cũng vui lòng. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ trên một cái chiếc ghe cũng khá là cũ kỹ của ông Tư. Ngày hôm nay thì chắc có lẽ là một ngày đúng như cái nguyện vọng của ông Tư, thì chỉ còn hơn một giờ nữa thôi ông Tư sẽ có được một cái chiếc ghe mới ha ông Tư ha. Đó là niềm mong ước cuối đời của ông Tư. Ông Tư không mong ước gì cả, ước muốn duy đầu tiên của ông Tư á là mong được gặp con mình ôm hôn một cái như ai cho một đống vàng. Ước muốn cuối đời thứ hai của ông á là được một cái chiếc ghe mới để khỏi có cái cảnh tát nước. Và ngày hôm nay á, trong khi chờ đợi cái chiếc ghe của mới của ông Tư nhận được á, thì nước mắt của ông Tư đã rưng lệ rồi. Và ông Tư, có một người nói với con, mới vừa điện thoại cho con luôn, rằng là nhìn ông Tư giống như là ba của mình đã thất lạc 37 năm. Người đó đang ở Cần Thơ. Thì con không biết là như thế nào, thì anh đó anh mới chụp lại cho con một cái giấy thương binh hạng 4/4 của người đó tên là Sen. Thì không biết là con không biết là anh có nhầm lẫn hay không, nhưng mà anh đã trao đổi với con và đã khóc không thể nói chuyện được trên điện thoại luôn. Thì anh có nói như thế này, cưng hỏi giùm coi cái gót chân trái của ông á có phải có một cái vết thẹo hay không. Và có lẽ là ông đã giấu cái quãng đời mà lúc mà ông đang sống ở Cần Thơ. Thì tụi con không biết á ông Tư. Cần Thơ là ở bên bà đó, là quê nội. Đầu chiến tranh đó, thì lúc đó tôi còn nhỏ, 7-8 tuổi vậy. Rồi tới ngày tôi mười mấy tuổi đó, là chiến tranh đó, rồi cha mẹ tôi đó, cho xuống ghe vậy nè. Tôi cũng đi khắp nơi. Thành ra cái chỗ đó là tôi không có quen ai, không có em út và con cái gì mà cái tên đó chứ. Ông Tư có một đợt vừa vợ trước khi gặp mẹ của chị Hường không? Không, chỉ quen bạn gái thôi. Bạn gái là tôi tính đi bộ đội về là cưới đó. Rồi rồi tôi thì ngày tôi về thì mình từng cha tôi 7 bữa đó, thì qua được 8 bữa thì tôi mới lên tìm nhà rồi mà coi cô đó coi có chồng hay chưa. Thì lên ngày cô đó là thằng bái. Bạn gái của ông Tư tên gì? Tên Út Bé. Út Bé. Vậy là không phải hả ông Tư hả? Không phải. Dạ. Anh đó mới vừa điện cho con. Anh tên Tỏ. Anh nói nhìn ông Tư á giống như là ba của mình. Thì cũng là thương binh. Rồi sau đó là mới đi về Cà Mau sống luôn. Thì không biết là anh đó không biết là có phải là ba của mình mà ông Tư đã giấu chính cái quãng đời. Tại vì ba của anh cũng đã thất lạc 37 năm rồi. Không phải đâu. Bởi vì tôi hồi sống ở bên bà Cần Thơ đó là tôi còn nhỏ, tôi chưa có biết gì chứ. Đó. Rồi đi tùm lum là la cho cha mẹ tôi chở đi tùm lum, đi xuống Vũng Thôm nè, rồi ký sách, rồi ôi đi tản cư đi tá lả bên vừa đi vừa mừng mướn luôn đó. Nhưng mà hồi ở trên quê bà nội đó, là ở trên bến bà dòng ngõi đó, ra gần đó là tôi mới có 7-8 tuổi thì tôi đâu có gành gì đâu. Và ông Tư sống ở Cần Thơ khoảng thời gian từ năm bao nhiêu tuổi? Thì năm 7-8 tuổi đó, thì sống hồi 4-5 tuổi, cha mẹ tôi chở đi chạy tản cư rồi về quê nội đó. Quê nội tôi ở bến bạ, trong ngọn bến bạ, dòng ổi, cái găng đó. Dạ. Thì
sống đó cũng năm ngoài năm rồi cũng đi ra cái côn rồi về cái sách rồi đủ, mà chỗ nào ở được thì cứ ở ở đi tá làm bên cuối cùng thì mới về cái sách thì cha mẹ tôi ủa về cái côn thì cha mẹ tôi thôi nhau ly biệt rồi mẹ tôi mới về cái sách thì tôi theo em tôi về cái sách thằng nuôi nó cho nó có gia đình rồi này nọ đâu mà cuộc đời của nó rồi tôi tới đâu cũng được. Vậy là có sự nhầm lẫn hay không Tư ha? Để nhầm lẫn thôi, cũng như tôi về Cà Mau đó tôi đi mừng mướt trời ơi đã mình ngồi nhậu với bạn bè rồi có cái ông đó ông cũng xong mà ông ngồi kế bên mà ông dòm mình hoài á rồi cái mình thấy không để mừng mướt mà cho ông này đâu mà không để ý mình kỳ gì trời nói bụng thôi cái rồi bỏ chỗ đó đi lại quán khác là quán khác cái mình gặp mấy bạn đưa nhậu nữa nó kêu vô vô cái đầu ổng cũng lại ngồi kêu ly cà phê cũng ngồi kế bên nhưng mà ổng dùm hoài mình cũng yên bụng á mình trở đi một bước mình chưa mới xuống tới đây chưa được nửa tháng rồi mà sao có ông này để ý mình như kỹ vậy trời cũng không lẽ mình có tội án gì sao mà ổng theo dõi dữ vậy đó rồi bắt đầu cái tới cuối cùng rồi cái bắt đầu đi ra tính xuống xuống ghe gì à cậu nói chú xin lỗi chú đứng lại cho tôi hỏi thăm chị chút được không? Nói, dạ được. Hỏi có chuyện gì không bác? Nói, dạ không có chuyện gì chứ chú hỏi chú quê chú ở đâu bị có con không rất lạc đó đi bộ đội rồi cũng rất lạc đó dạ. Mộng cuối cùng rồi mình nói tôi ở Thơ dạ. Cái lúc đầu ổng nói trời ơi tôi xin lỗi chú ngang nãy giờ chắc chú cũng nghi tôi đồ này nọ tôi không có nghi gì về bác hết trơn á nhưng mà với con thì ở Thơ đi xuống đây mừng mướn mà thấy bác đi theo con hoài con cũng để ý bụng vậy thôi rồi cùng tới giờ bác hỏi là chắc có lẽ là có sự nhầm lẫn rồi đó. Tại vì nói cái chân của ông Tư là có một cái vết thẹo mà chắc không có đó. Có không Tư không có thẹo nào hết á không có tôi biết là vô đó không có thẹo nào hết nè à, không có luôn rồi à. Thì à, cô kỹ không có thẹo nào dạ anh muốn nhìn nhận ba mình mà anh nói với con anh khóc luôn thì coi trên mạng chắc là người giống người rồi thì để như tôi nãy giờ kể cái ông đó đó dạ. Người giống người đó người giống người thôi à. Thì chắc có lẽ là ông Tư ông sống cái quãng đời sau khi ông đi bộ đội về xong thì ông lại đi xuống Cà Mau sinh sống luôn yeah. Khoảng 5-6 năm gì đó thì ông lại đi làm thuê làm mướn rất tứ xứ luôn à. Rồi sau đó là ông sẽ lên đên chọn cái điểm này làm cái bến đậu của ông luôn đúng dạ yeah. Thì thôi thì chắc có lẽ nhầm lẫn rồi à, ông Tư bây giờ tí xíu nó có ghe rồi dọn đồ quá là sao ông chưa dọn được để nói chú này nếu ngày sống bà cậu á mình mới tin ông bà đó bây giờ đẩy xuống tôi vòng về tôi cũng đậu đây tôi để tôi coi ngày bà cậu thì ngày mùng 5/14/23 đó rồi tôi mua về tôi luộc tôi cúng rồi đó là tôi mới là dọn đồ qua nhưng mà đem về đó tôi đậu đó tôi cũng coi cái chỗ nào tôi làm cái mốc tôi máng cái gì tôi để cái gì đó nhưng mà chưa có gì ghe mới đó là tụi con tính hỗ trợ ông Tư dọn luôn nhưng mà ông Tư đợi chọn ngày nữa hả? Dạ chọn ngày. Chọn ngày là 23 tới là tới ngày 23 nè, tới ngày đưa ông Táo về mặt trời nè. Ờ con mới 14 cũng được. Thôi đây dọn đó. Ấy đi để ông đợi ngày nó chìm á. Ừ. Bà cậu chắc cũng thương ông Tư mà. Thương chắc là. Nhưng mà chắc bà cậu biết rằng cái ghe của ông Tư bây giờ nó lủng một nát đó rồi, để chờ à, ngày là nó chìm nó tiêu. Không có đâu mà tin tưởng mới được chú ơi. Tôi thì đó giờ tin tưởng ông bà lắm bởi giờ tôi đi mặn ở đâu thì cô bác là đều ai cũng bác cũng thương nha con thì vẫn tin tưởng nhưng mà cái tình thế của mình á bây giờ chứ kia nghe nó mà gần một quá rồi luôn thì ông Tư càng nhiều đêm càng tát nước nữa sức khỏe ông Tư lại yếu nữa thôi bây giờ dọn qua cho có tụi con đây có thể hỗ trợ ông Tư dọn qua ngày nào qua ở đó thì ở không được dọn qua thì đâu có đi làm ăn gì được đó à, bây giờ đó tôi đẩy xuống tôi cũng đậu đây đậu cặp đó quá là tôi lại tôi cột cuộn dây trên cây bằng nữa đó là tôi xô ra xô vô tôi vớt được nhiêu vớt thôi
Rồi chứ giờ không lẽ bơi đi rồi kè chứ ghe kia nữa. Nhưng mà ông Tư có dự định là bỏ ghe này không? Thì cũng chắc bỏ, nhưng mà coi ai có mua xài lấy giá xài gì được cái xài tôi để lại cho người ta. Dạ. Còn không ấy thì nếu không có ai mua thì coi cái chỗ nào nó gắn vô đó để đó. Ôi bây giờ con thì nhỏ, con thì cũng rất là tin tưởng về cái vấn đề mà ông bà cũng như là vấn đề mà về tâm linh. Yeah. Thì người ta nói có câu là có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Yeah. Và con cũng giống như ông Tư nói, nhưng mà ý của tụi con á thì không phải là phải bắt Tư dọn qua liền, mà nếu như có tụi con đây có thể hỗ trợ ông Tư, tại vì cái chân của ông Tư yếu. Yeah. Nên là nữ là dọn ông Tư phần nào phụ hay phần đó. Rồi sau đó ông Tư muốn qua ở ngày nào đó thì ông Tư chỉ cần là qua ngủ qua bên đó là lấy ngày là được. Còn bây giờ đồ mình cứ dọn qua, có con cháu nó phụ mỗi đứa một không, tay. Dọn thì phải nói với chú nghe, dọn đó thì là trên đó đâu có sạp. Có. Dạ. Trên đó đâu cái ghe đó đâu có sạp. Đóng luôn rồi. Đóng nhưng mà tôi phải lấy dán này tôi lót. Lót dán luôn rồi. Lót luôn đó. Lót luôn, làm mái luôn. Nhưng mà cũng không được luôn. Không, làm cái mái cao hơn mái của ông Tư nè. Đóng dáng đẹp như dáng của ông Tư nè, bảo hành hơn cái ghe, bảo hành xài 40 năm, bảo hành 10 năm. Yeah. Đó, giữ khủng khiếp không? Mừng chưa? Mừng rồi. Để bây giờ đóng, tại vì lo sợ ông Tư là ngủ mưa, nên là nữ là đóng dần hai vách đằng sau ở trên luôn. Tại sau đó là chỉ cần là y gan vậy luôn, ông Tư chỉ cần che miếng bạc trước dở lên dở xuống là yeah. Phải nói là số 1 luôn á. À, thật ra cô bác của anh chị nói cũng có rất là nhiều người khuyên ông Tư về với con cháu của mình. Và một lần nữa thì con cũng chia sẻ với lại cô bác của anh chị luôn á, là cuộc sống là ông Tư sau này là ông Tư tự sống. Sống ở trên ghe hay là sống ở trên Cà Mau thì đó là quyết định của ông Tư. Yeah. Và tụi con, tụi nhỏ như con thì cũng luôn tôn trọng ý kiến của ông Tư. Sống chỗ nào cũng được, vui là được rồi. Yeah. Và cho con cháu của mình có dịp báo hiếu thì nó càng vui gấp đôi. Đúng. Dạ đúng không ông Tư? Dạ. Chú nói tôi chấp nhận lời nói chú liền. Chứ đừng có nói lên mạng rồi giờ gặp cha rồi vội vàng quá cũng không được. Dạ chuyện gì cũng phải từ từ ha ông Tư ha. Đúng. Để lắm là cũng vài tháng ha, một năm để mình xem xét có con nó thật lòng thương hay là nó nghe được tin cha, nó gặp cha rồi nó mừng vậy. Rồi á, về á, riêng á, thì nó hay độc lộc lắm. Dòng họ của nó nè, rồi dòng họ bên chồng nó nè, nó. Ông Tư cũng lo nhiều thứ. Đó, nó cũng khó xử lắm mà chủ. Dạ. Đó. Dẫu biết rồi rằng... để, dù biết rằng tôi giờ cũng thương con đó, mà con cũng biết thương cha đó. Nhưng vội vàng quá là có khi đổ bể ra rồi tru tay trắng tay. Có thể là nó sẽ không có giống như bây giờ nữa. Đúng. Tại vì ông Tư muốn để tìm hiểu con mình coi nó có hiếu thật sự hay không, đúng không? Đó. Rồi dòng họ bên chồng như thế nào, cuộc sống có thể sống hòa chung được hay không. Đúng. Thì cũng cần có một cái thời gian nào đó. Tại vì dù sao thì cũng 31 năm cách xa rồi. Cũng tình cảm cha con thì cũng không có gặp mặt thì nó cũng không biết như thế nào. Đúng. Dạ đừng mà chưa biết con nó làm ăn sao, có chồng được là bên chồng thương không hay là bị hành hạ hay này nọ, mình cũng lo cho con nhưng mà đâu gặp mặt nó đâu, lo thì lo trong lương tâm thôi. Đó. Rồi bây giờ gặp nó thì cũng mới nói chuyện chơi chơi vậy thôi. Đó mà chưa gì chơi thì nghe nó là hai chồng ly hôn rồi cái nữa. Đó chú thấy đi lâu rồi. À. Chị bây giờ nuôi hai bé. Đó chú thấy vậy đó rồi cổ nữa. Nó rồi giờ đó. Nó cũng có người rồi thương nó để là thôi phải. Thì tạm thời thì đây ông Tư cứ cứ sống vui vẻ những cái ngày tháng mà ông Tư đã từng sinh sống. Dẫu biết rằng đó thì con cái nó vẫn thương mình. Mà chuyện gì thì nó cũng cần phải có một cái thời gian nhất định. Và con hiểu cái cuộc sống của ông Tư mà. Thời điểm bây giờ ông Tư đang sống, sau này về dưới thì ông Tư sẽ, mọi người đều khuyên ông Tư về dưới sống, nhưng mà cuộc sống là của ông Tư sống hiện tại. Giống như ông Tư nói bây giờ không có tiền thì muốn xin đi gói thuốc, tiền gói thuốc cũng khó.
gặp bạn bè mà rủ mình làm vài ly rượu đế thì xin một hai chục ngàn đi cũng khó, tại vì chân của ông Tư cũng đã yếu. Dạ. À, thì con hiểu cuộc sống ông Tư thì con chỉ mong ông Tư sống thật khỏe để mà sau này á ông Tư có về lại với lại con mình á thì cũng còn khoảng thời gian để về cho con mình báo hiếu của mình. Tại vì một thời ông Tư đã cõng chị Hường trên lưng và bế anh Phạm Hưng trên mình. Nó cũng nói chung là ký ức thì nó không bao giờ nó nguôi ngoai được. Đúng, chú nói tôi đồng ý về với con mà ai không thương, dù con kế hay con ngăn hông này nọ, mình không nuôi nó thì thôi nuôi lớn rồi, mà giờ nó nghe tên cha nó đi tìm vậy là mình cũng có chẳng, nó cũng có cái hiếu chút rồi đó. Dạ, cũng viên mãn. Dạ, đó, cũng nó cũng có hiếu chút rồi. Mà còn thằng con trai là chưa. Đó. Bây giờ ông Tư đẩy em, tại vì thật ra khi mà anh Sầm Hưng á, trong ký ức của anh Sầm Hưng lúc mà ông Tư đi thì như chỉ có 1-2 tuổi thôi. Dạ. Và có lẽ là anh Sầm Hưng chưa cảm nhận được gì đó. Không, giờ nó mấy 30 tuổi thì nó cũng cảm nhận được cô bác nghe chị nó thôi chứ có gì đó. Dạ, vì người cha. Nhưng mà con mong rằng, con vẫn mong rằng gần ngày nào đó anh Sầm Hưng sẽ sắp xếp mọi công việc để lên thăm ông Tư sớm nhất. Thì đúng rồi, thì tôi rất mong ước tôi gặp con tôi hết rồi đó. Rồi đứa này nói gì, đứa kia nói sao, rồi cháu ngoại đó nó đối chữ tôi như thế nào đó. Nhưng mà dù cho lên đây nó đối chữ như mẹ nó hay là như chị nó đi, cũng phải để ý đó, cũng lâu thời gian mới được. Dạ. Chứ không phải hớp hớp gì là tôi nói về đây có chuyện gì cái bị bên vợ tôi thì nghịch rồi đó. Nó bị vết thương lần hai nữa đúng không? Đúng, hai nữa là nếu mà tôi đụng lại lần sau nữa vào cảnh tôi vừa quề quạt rồi đó, đụng lần sau nữa rồi đó, ai cho tiền tôi về đó. Tôi về đây tôi bán ghe rồi đó, tôi về đây rồi chỗ đó tôi bán đó, tôi cũng vất vả hơn nữa. Dạ. Phải theo dõi đâu rằng hoàng mới được cứu. Thôi, từ tôi từ nói đi. Rồi phải không chú? Dạ. Đã bây giờ ăn ở yên định rồi, rồi giờ vì con, vì cháu, trời ơi, dù con ruột cháu ruột thiệt nhưng mà cũng chưa biết anh chị em ruột trong gia đình mà còn ly tham nữa, mà đừng nói là con cháu này nọ. Tôi phải suy nghĩ đó, nhưng mà tôi suy nghĩ đây cô bác nói bác kêu tiếng, tôi thấy mày lên mạng mày nói chuyện con mày, mày khóc rồi con mày khóc đó. Mà tao để ý từng lời nói của mày, mày chấp nhận mày không về là mày tốt, mày hay đó. Chứ lúc nghe mày nói chuyện với cái chú kia đó là cái lời nói của mày là tao chấp nhận liền, cái gì phải chậm chậm để ý chứ không mày giọt về liền đó. Mày cha quê hương bên vợ mày là ba mấy 40 năm rồi, giờ mày về có chừng người nhìn đó, mà chỉ có con mày nhìn vậy thôi, chừng mấy người kia là thấy mày nghèo nàn nè, giờ cảm què quạt đi đứng được nè, về mày báo con mày đó đó, rồi sao theo đầu óc con người mình nghĩ sao được. Tôi phải nằm đêm suy nghĩ nát chơi. Từ bữa gặp con tôi ngủ, nói xin lỗi, một đêm tôi ngủ chưa được tiếng hồn, suy nghĩ của bằng nát chơi, rồi bơi đi vớt kìa đó. Cô bác cũng nói này nữa nọ, khen chú, khen anh. Rồi sáng mới bơi đi dưới vòng mấy cái chú chỗ đầu dịch đó, đó kêu cái lợi cũng ở thăm, chạy ra thấy ông lên mạng con không vậy rồi sao chú Tư với bác Tư rồi, sao chết gì giờ nên không à, mấy chú kia cũng lên mạng cho tôi rồi là con tôi dòm thấy rồi nó tìm tôi vậy, thì con nó cũng quá thương mà tôi cũng quá thương con, cha cách cũng ba mấy năm rồi, thành ra giờ nó kêu về dưới nhưng tôi tự suy nghĩ rồi. Thank you.
chứ giờ được không tôi về dữ là tôi chưa về. Nói sáng thấy hôm qua thấy mấy chú kia vòng đó rồi sao đó mấy chú kia ra bên Mạnh Thường Quân đó. Chồng tôi là mà hỏi thăm với lo cho tôi cái chuyện này lọ vậy đó. Chứ giải quyết cho tôi gặp con tôi rồi này nọ vậy thì chồng về chỗ tôi đậu từ đó giờ đó là một nói chuyện rồi chơi. Đúng thiệt. Chán làm như là lúc đến đậu chờ mấy chú coi bữa nay có lợi không. Mà sáng sớm người nấu trà bưng ra ngồi đó uống dòm lấy chai thôi không được. Dẫu sao nữa mấy chú cũng biết chỗ mình đậu với rồi, nhưng mình đi đi tới nước vừa chạy trở lại thì mình quay trở lại là mình đón mấy chú rồi cho mấy chú khỏe chút rồi qua mấy chú cười khổ quá rồi. Ông Tư cười đẹp trai ghê trời. Lâu lắm rồi xuống đây mấy lần mới thấy ông Tư bữa nay cười á. Ông Tư có nấu nước trà không hay ông cháu mình làm cốc? Nấu ngoài giờ chắc ngủ luôn á. Ngồi rồi hả? Ngủ rồi. Ông Tư có cần cái ấm giữ nước trà không? Hả? Có cần cái ấm giữ ấm không? Có bình để mới rồi mà nấu bình nào cho ấm uống hết bình đó rồi nấu bình khác kia chứ không có để trong bình để. Dạ, đèn pin năng lượng mặt trời xài tốt không Tư? Tốt. Im ha. Dạ. Nghĩ thắp đèn dầu rồi. Dạ, thôi nghĩ đốt rồi. Nghĩ đốt đèn dầu với đèn cày rồi. Thấy trăng quên đèn. Thấy trăng quên đèn thấy rồi. Nói chơi thôi nha ông Tư. Dạ, ha. Dạ đúng rồi. Tại vì cái nào nó tiện ở dưới ghe của ông Tư, cô bác của anh chị thì mình sẽ sử dụng. Đặc biệt là chú Ken Minh Trần thì cũng hỗ trợ mấy cái đèn. Xài nó một đêm nó đâu có hết ha ông Tư? Đủ hết, bị tôi đốt là đắp nước rồi á. Này nọ uống nước trà chút kia rồi thấy à. Dầu sức sao ông Tư? Dầu sức thì thơm ngon rồi. Thơm ngon hả? Dạ. Rồi, sáng chưa? Sáng đó. Sáng rồi. Sáng rồi. Nhưng mà đèn này sáng lắm ông Tư. Dạ. Sáng rồi. Đèn này con thấy nó sáng ghê luôn á. Sáng lắm mọi người. Ông Tư cũng để mà lên phơi nắng ha. Dạ. Mưa có khi nào quên không Tư? Dễ vậy trời ơi, ngồi uống trà chật nó hoài. Chật đó hả? Chợ nó vô nước chết luôn. Chừng nào mà nó hư nó bùi hồ ơi, đem xuống cho ông cái. Rồi, bước luôn. Dạ. Dầu sức còn không? Còn trời trái mới lưng có nhiêu mà. Bạn đời, ổ bạn của ông Tư có ông Tư có khoe nữ sức êm không? Êm. Cái đàn hôm qua đó cũng thích thử dầu ngon lộ của Mỹ đâu mà không ngon được mày. Ở Việt Nam mà xài đồng Mỹ không trời. Cái đâu như mà qua cái dầu giỡn ở đây mà như thanh thảo đồ. Nay thầy vui ha. Dạ. Vui nhiều ha. Vui nhiều. Nói chuyện với con vui không? Vui chứ. Vui mới cười chứ mới nãy giờ đâu có cười được. Cái này là bữa nay là tôi nói thiệt, nếu mà phải mà đúng ngày đó là tôi dọn đồ qua cái đồ đậu ghe trong muốn đập tôi bỏ đó cũng được, hay là gấn lên đó cũng được. Dạ. Đó rồi mới tôi bơi vớt cái là trời cô bác mà không kêu tôi đâu khỏi vớt. Kêu lại học thăm trời ơi. Thương quá đúng không? Mày vớt cái chai mày sao mày được chỗ này. Mày lên mạng rồi giờ mày đi xuồng mới gì? Khoe không? Ngày mai có xuồng mới khoe không? Chưa, tôi nói chưa. Tôi làm ăn ở trên trời vật mà tội lắm. Năm tôi làm sống chú rồi á. Phân biệt chỗ nào để cái gì rồi làm cái móc máng cái gì. Đó. Vui rồi. Rồi tôi cúng quải rồi tôi mới có là chức hành được. Bữa nay chắc có lẽ là ngày vui nhất của con khi mà tâm sự với ông Tư. Yeah. Bao nhiêu chuyện cũ đối với ông Tư, biến cố đó. Những cái biến cố cuộc đời mà ông Tư nó trải qua thì nó cũng đủ những cái đau thương trong cái vết thương lòng của ông Tư rồi. Yeah. Thì từ nay về sau thì con sẽ không có nhắc lại cái chuyện ngày xưa nữa. Yeah. Mà mình sẽ sống cho hiện tại và tương lai. Yeah. Trước mắt là ông Tư sẽ sống ở trên một cái chiếc ghe mới, không còn cái cảnh mà tát nước buổi tối mưa tạt gió lùa như bây giờ nữa. Yeah. Không còn cái cảnh dột nát nữa, mà ông Tư sẽ thay vào đó là một chiếc ghe mới.
để cho ông Tư sang trang một cuộc đời mới. Mặc dù là đối với ông á, thì đến thời điểm này á, thì được giúp đỡ thì nó hơi cũng hơi muộn so với cái tuổi đời của ông. Yeah. Nhưng mà đây là cái phần phước của ông Tư vào những năm mà tuổi xế chiều như thế này. Yeah. Và ông Tư sẽ sống dần quen và có thể là sau này thấy con mình đủ hiếu, đủ chữ hiếu để mà tìm, thật lòng tìm đến mình á. Yeah. Thì ông Tư sẽ thay đổi cái suy nghĩ đó. Yeah. Để mà cho con mình có dịp báo hiếu thì cái đó không có còn gì vui bằng luôn á. Và bản thân của ông Tư cũng vui, bản thân con của ông Tư cũng vui, và cả những người mà được chứng kiến như con và những người mà đã theo dõi ông Tư trong suốt một cái hành trình từ một ông cụ lụm ve chai hàng ngày bán chỉ 3.000 đến 5.000 đồng thôi. Yeah. Thì tôi cũng cảm ơn chú, bởi cô bác cũng nói Dưỡng ơi, lúc mày xuống thì mày còn chức, mày còn dư được mớ tiền, dầu mày mua ghe cây tạp mày cũng sống đỡ được. Nhưng mà ghe này tao thấy nó muốn mục rồi, rồi nó mục rồi, giờ mày ở đâu vậy? Đó, đã hỏi cái làm lương tâm mình buồn thêm cái nữa. Yeah. Mình cũng biết, bởi tôi tin tưởng trời Phật, lúc tôi nói trời Phật ông bà gán độ hộ cho tôi. Tôi vớt cho được dư dừng 4-5 triệu gì cũng được rồi, bắt quá ghe này một tôi mua tròn đó. Dạ. Tôi kéo ông bà tôi giá lại chỗ nào một tôi giá rồi mua tròn tôi lột. Từ nay là hết cái cảnh lấy đất sình ở dưới sông mà đắp lên làm cái dầu chai rồi. Dạ. Hết cái cảnh là phải bị mưa tạt gió lùa rồi. Dạ. Hết luôn cái cảnh là tát nước ban đêm rồi. Yeah. Và ông Tư sẽ thay cuộc đổi cuộc đời, sẽ sống vui vẻ hơn. Và xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip. Bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ chia sẻ một cái đoạn clip mà ngày hôm qua ông Tư đã gọi điện thoại tâm sự với chị Hương, để nghe cuộc hội thoại của ông với chị. Một cái cuộc đời lên đên, phiêu bạt khắp nơi, gia đình thì người còn kẻ mất, người thân thì cũng không còn nữa, và thậm chí là những người mất trong gia đình của ông Tư, ông Tư cũng không có nhớ ngày giỗ là ngày nào luôn, cô bác của anh chị. Và ngày hôm nay các anh em cố gắng thăm lại hoàn cảnh của ông Tư, cũng như là cho ông Tư trao đổi với lại con mình về cái vấn đề là có nên về Cà Mau. Hoàn cảnh của con không phải là được hãnh diện đâu con. Con cũng như cha thôi. Đó. Hai cha con mình cũng đau đớn lắm. Con có thể mượn ra tiền con lo cho cha được mẹ. Dầu con lo được, nhưng mà cha cũng đau đớn. Lúc con còn bé thơ, cha còn sức khỏe, cõng con lo con được đến nên người, mà hoàn cảnh cha đau đớn cho nên cha mới bỏ con trở về quê hương mà không phải quê hương của cha nữa. Đó, con lên đợt rồi con thấy sống lang thang nhờ cô bác chốn ghiền như này nọ, tạm trú tạm ở là bơi tới bơi lui thôi con. Đó, cha bữa nay cũng thật tình đối với con. Đó, rồi con suy nghĩ đi. Nếu con biết là cha khổ sở trong mấy chục năm rồi, thành ra con mới bây giờ con mới muốn là cha về với con để con có thể phụng dưỡng cha nữa quãng đời còn lại. Chứ cha sống như vậy á, cha không thử cảm nhận được cái là con không an tâm phải không? Thành ra bỏ con cha như vậy mà bọn con sống yên tâm được. Thôi con nói thì để cha nói, để cha suy nghĩ. Nhưng lời thầy của cha quá nặng, thà cha chết. Nói thật, con ở đây á, có miếng ăn hay là ngủ ấm rồi à, còn bỏ cha lạnh lẽo cô đơn sống lên đơn như vậy á, làm sao mà bọn con yên tâm được. Thì chờ còn nửa đời còn lại thì cha cứ để cho bọn con lo đi. Cha nói con chắc sao cha. Cha hứa cha về nhưng mà chắc cha không về đâu con à. Cha không về bởi còn con khó chịu lắm. Con có thương cha, lâu lâu
Vợ cháu cha, con đi nhìn cha để làm gì? Vợ cháu lên gặp cha một lần cuối rồi, cha lên Nhật thì cha cũng chưa lòng. Nói vậy là con hiểu rồi. Con sẽ lên, nay mai vì con em con sẽ lên thăm cha. Nhưng mà con muốn rước cha về để phụng dưỡng, chứ không phải là phải lên thăm như vậy. Không, cha về để cha suy nghĩ, cha nói con rồi, để cha suy nghĩ. Đó, rồi một ngày nào con lên đây, đưa hai đứa cháu ngoại lên đây, với thằng em con lên đây, gặp mặt cha đi. Rồi đâu đó, rồi cha mới suy nghĩ lại. Đó, nói vậy là con hiểu rồi đó, phải không con? À, đó. Rồi cha sống ở đó, cha có làm giấy tờ căn cước công dân được chưa? Cha chưa làm, mẹ cha mất giấy giữ là mẹ con để cho một mối ăn, mất giấy cha không có làm giấy tờ gì chứ. Rồi cha có nhớ được cái nơi mình sinh ra là chỗ nào không, để con có việc để con đi lên chảnh, con sẽ làm lại tất cả các giấy tờ cho cha. Con lo tới mức đó à? Được, cha cảm ơn. Thì cha hồi đó giấy tờ của cha thì ở trong thành thơ hả? Mà xã nào cha nhớ hay không? Xã Mái Dầm. Dạ. Qua Tết rồi con sẽ thu xếp một ngày, con chạy lên chợ, con lo, con tìm đến chỗ đó, con lo lại cái giấy tờ rồi cho cha, đặng cha làm căn cước công dân. Không, bây giờ để cha nói nè. Giờ để khi nào chở các cháu rồi em con lên đây, rồi cha đi về với chơi một hai bữa, rồi cha nói, rồi con muốn lo được cái chỗ đó, cha rất vui mừng hân hở được một đứa con lo cho cha. Bây giờ cha cũng đơn lu bu nói chuyện với mấy chú rồi này nọ. Con cứ nhớ lời cha nói, cha thương con lắm con ơi, cha không bỏ con đâu, nhưng mà vì hoàn cảnh nên cha không muốn, nhưng dầu không muốn cha cũng phải là nói chuyện với con, cha cũng xuống thăm con với thăm các cháu đó. Rồi con, ông Tư có muốn đi về với chị, đi xuống chị Hường một ngày trước Tết không? Không. Chừng nào? Dạ qua Tết mới được. Chừng nào mà chị Hường đồ lên đây thì được con thì ông cháu lên đầy đủ. Dạ. Tôi mới là đi về dễ chơi một hai bữa. Chứ ở là tôi không ở. Dạ con không biết, con sẽ không biết chở em con với mấy đứa cháu xuống thời gian lên chảnh thăm cha. Rồi. Con hứa ha. Bây giờ có máy rồi thì cha có gì cha cứ điện cho con. À. Dạ, đợi con điện cha cũng bắt máy nha. Cha không cúp máy đâu, cha mở để chờ con với cháu đồ này nó nói chuyện. Dạ. Rồi. Em con mấy cậu rồi, em con đồ nói điện suốt luôn đó, mà không ai điện được cho cha hết trơn á. Cha nghe đổ chuông nhưng mà alo cũng không ai trả lời, mà không ai nói gì cha hết trơn. Dạ, bữa nay con nói con gần chết luôn mà cha vẫn đứng đanh, không nghe nói gì hết. Bữa nay con cũng alo gần chết luôn. Thôi vậy nữa con. Vậy ha, con hứa ha, chở cháu lên đâu đó, cha dắp mặt cái chân rồi kêu em con lên, gặp cha cái đi, đó. Rồi cha mới tính. Đó, vậy đi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồn sẽ đợi nhận cái chiếc ghe mới của ông Tư. Thông tin với cô bác quý anh chị, cũng có rất nhiều cô bác quý anh chị muốn gửi một chút ít gì đó cho ông Tư, cũng như là những cái hiện kim cho ông Tư, nhưng mà hiện nay á thì số tiền của Bùi Hồ đã nhận đủ rồi, và Bùi Hồ với Đạt Đồng Tháp đã nhận đủ một chiếc ghe ông Tư rồi, cũng không muốn gửi cho ông Tư nhiều tiền quá, đôi khi nó lại ảnh hưởng đến cái cuộc sống của ông Tư khi mà ông sống thì chỉ có một mình, yếu kê với lại đôi chân nó cũng bị không có khỏe lắm. Và cô bác quý anh chị cứ đợi xem ở video clip sau thì Bùi Hồ sẽ công bố tất cả số tiền mạnh thường quân đã ủng hộ cho ông Tư đến thời điểm này để ông Tư có một cái chiếc ghe mới. Và sau Tết con sẽ quay trở lại thăm ông Tư nữa, chịu không? Yeah.